Chương thứ 6: Kế hoạch xây dựng và phát triển những cơ sở hạ tầng của giáo hội. Sau khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có hơn 40.000 tín đồ chịu báp-têm và hơn 100 gia đình mục sư truyền đạo hoạt động rải rác trong toàn xứ, vì vấn đề tổ chức, Hội Thánh không chỉ đơn thuần trong phạm vi truyền giáo mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác nữa như văn hóa, giáo dục và xã hội để giúp đỡ và nâng cao đời sống tin hữu. Nói như thế không có nghĩa là việc giao truyền tin lành bị xếp thành thứ yếu. Trái lại, mọi công tác khác đều hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo để lời Chúa sớm được mọi người Việt Nam nhận biết. Trong khi thi hành chức vụ chung của Hội Thánh, việc thiết lập chương trình cho những mục tiêu cấp bách trên đây luôn luôn đè nặng tâm hồn tôi. Làm thế nào để có thể thành lập cho giáo hội một cô nhi viện để nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi? Làm thế nào để ít ra trong một thời gian ngắn, Hội Thánh sẽ được một trường trung tiểu học cho con em tín hữu và đồng bào đến học? Chúng tôi nhận thức được sự hữu ích của chương trình này một cách rõ rệt, nhưng muốn thực hiện phải cần có sự hợp tác của toàn thể tín hữu. Cái khó lúc bây giờ là làm thế nào gây được một ý thức sâu rộng trong Hội Thánh, vì phần đông đều có những quan niệm rất thiển cận nên chẳng những không hưởng ứng mà còn tỏ ra chống đối quyết liệt với những lời lẽ hết sức chua chát nặng nề. Tuy nhiên, tôi không ngã lòng. Nguyện ước của tôi còn xa hơn nữa, đấy là phải làm thế nào nâng Trường Kinh Thánh Đà Nẵng lên ngang hàng với các thần học viện ngoại quốc. Để có thể đạt được mục đích, một mặt tôi khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ của Chúa, một mặt tôi đưa các vấn đề ấy ra thảo luận với các mục sư, giáo sĩ mà tôi nhận thấy có lòng lo cho tương lai Hội Thánh trên đất nước Việt Nam. A. Những cơ quan từ thiện và cứu trợ xã hội. 1. Cô Nhi Viện Tin Lành. Tại sao Hội Thánh cần phải có những cơ quan cứu tế và những tổ chức xã hội từ thiện? Hỏi tức là đã gián tiếp trả lời. Vì lúc bấy giờ có nhiều gia đình mất cha, vợ mất chồng và những trẻ thơ vô tội phải sống trong cảnh côi cút, thiếu người chăm sóc. Có lẽ nhiều đêm tôi không thể chợp mắt được khi nghĩ đến những đau khổ, tang tóc mà con cái tôi tới Chúa phải chịu. Chắc hẳn không ai có thể dửng dưng được trước sự gục ngã vì bom đạn của ông bà truyền đạo Trần Mỹ Bê tại Hội Thánh Châu Đốc Nam Hạt, để lại cháu gái tuổi còn măng sữa. Trên đường chức vụ, mục sư Trịnh An Mẹo, Thượng Hạt phải hy sinh mạng sống để lại cho bà Mẹo một gánh nặng gia đình và một đàn con thơ nheo nhóc. Rồi đến ông bà truyền đạo Lê Thiện Thị, ông bà và người con trai đầu lòng bị sát hại khi chiến cuộc tràn đến làng Thanh Quýt, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nơi ông bà đã hầu việc Chúa, để lại ba cháu gái còn thơ dại. Ngoài những tai nạn do chiến tranh gây ra, một số đông con cái tôi tới Chúa vì đau yếu bệnh tật, sớm từ giã cõi đời. Như ông bà truyền đạo Đặng Đức Thụ chẳng hạn, ông bà về với Chúa để lại hai cháu nhỏ và còn nhiều lắm. Chẳng những con cái của mục sư truyền đạo mà con cái của tín đồ và đồng bào cũng chịu chung sự khắc nghiệt của chiến tranh, cho nên sự giúp đỡ vì thế trở lên tối cần thiết. Trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ những mầm non bé bỏng trên đây được đặt trên vai chúng tôi là những người lãnh đạo giáo hội. Lòng mến Chúa, yêu người không ngớt thúc giục chúng tôi thi hành sứ mạng cao đẹp ấy. Mặc dù ngân quỹ của Tổng Liên hội lúc bấy giờ kể như không có gì cả, mọi sự được bắt đầu bằng đức tin. Vào năm 1950, chúng tôi đặt vấn đề thành lập một cô nhi viện và một trường trung tiểu học tin lành với Hội Thánh và xin hỗ trợ bằng sự cầu nguyện. Đặc biệt để công việc sớm bắt đầu, chúng tôi cố gắng bằng mọi cách nhằm gây một ý thức mới trong vòng tín hữu. Vì như trên đã nói, phần đông tín hữu lúc bấy giờ có những quan niệm rất thiển cận, nếu không bảo là sai lầm, luôn luôn khước từ hoặc chống đối tất cả những đề nghị hợp lý, thực tiễn, chỉ chăm chăm tìm và thực hiện những sinh hoạt tâm linh có tính cách thiêng liêng. Cho nên để có thể gieo vào lòng tín hữu trong hội thánh một khái niệm mới mẻ về những vấn đề xã hội. Cô Lê Thị Hồng Ân, nay là bà mục sư Nguyễn Châu Chánh, đã liên tiếp viết bài trên Thánh Kinh Báo để khích lệ về việc này. Tiếng kêu của chúng tôi không vang vào sa mạc. Trích bài một viễn ảnh Cô Nhi Viện Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã gây xúc động nhiều con cái Chúa. Hội thánh có dịp nhìn thấy rõ hơn về việc cần thiết của những tổ chức xã hội bên cạnh những hoạt động truyền bá Cơ Đốc giáo. Sau 35 cầu nguyện, cổ động và chờ đợi, Chúa cho cơ hội lập Cô Nhi Viện xảy đến. Số là hội thánh vừa mua được một xó đất rộng hơn 7 mẫu Tây tại Hòn Chồng, Nha Trang. Một mặt làm dọc quốc lộ 1 và mặt kia làm giáp bờ biển. Thửa đất này thoạt tiên có ý định dùng để xây cất một chỗ dưỡng sức cho các mục sư truyền đạo. Nhưng một số vị ở miền Nam không đồng ý vì xa quá. Anh em muốn có một chỗ dưỡng sức tại Vũng Tàu, gần và tiện lợi hơn. Xin nói rõ là số tiền mua miếng đất ấy do Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp dâng 40.000 đồng. Nên sau đó, ban giám đốc Cô Nhi Viện phải trả 40.000 đồng cho Nam Hạt để mua một miếng đất khác tại Vũng Tàu thay cho miếng đất trên đây. Đã có đất nhưng đào đâu ra tiền để tiếp tục công tác. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và một lần nữa Chúa lại dự bị cách lạ lùng. Ông bà giáo sĩ W.C. Kaman là công nhân Anh Quốc nhưng suốt đời hầu việc Chúa tại Việt Nam. Ông bà đã xuôi ngược suốt từ Nam chí Bắc. Đôi bàn chân đẹp của kẻ giao truyền tin lành này đã trải khắp Đông Dương. Ông bà chỉ có một cô con gái qua đời lúc 12 tuổi, xác gửi tại Nghĩa Trang, thành phố Hà Nội năm 1946, và Kaman qua đời tại Sài Gòn, và thi hài của lữ truyền giáo khả kính này được gói ghém trong lòng nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi. 2 năm sau, vào ngày 7 tháng 12 năm 1948, ông Kaman lại theo bà về cùng Chúa. Thân xác cụ được gửi tại Nghĩa Trang, thành phố Đà Lạt. Để tỏ lòng biết ơn một vị giáo sĩ đã sống cho Việt Nam và chết cũng cho Việt Nam, Tổng Liên hội đã xuất tiền để xây mộ cho cụ. Mộ chí được khắc những chữ sau đây: Cụ W.C. Kaman sinh ngày 4 tháng 4 năm 1883, ngủ yên trong Chúa ngày 7 tháng 12 1948. Phía dưới đó được ghi thêm: người tín cho đến chết. Cho đến ngày nay, những bậc lão thành trong hội thánh chắc hẳn không ai có thể quên được những hình ảnh khả kính ấy. Tôi còn nhớ có người đã bảo ông bà cụ Kaman lúc sống có tinh thần chung lo phục vụ hội thánh Việt Nam, khi chết 3 người trong gia đình chia ra nằm 3 xứ. Con nằm ở Bắc, bà cụ ở miền Nam và ông cụ ở miền Trung. Lúc sinh tiền, ông bà Kaman có một ít tài sản riêng tại Hà Nội, gồm có 4 gian nhà nhỏ tại đường Ngõ Trạm và 3 gian tại đường Hỏa Mã. Ông bà đã làm di chúc là sau khi chết sẽ để tài sản này lại cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam do mục sư Lê Văn Thái nhận và quản nhiệm. Giấy tờ vòn vẹn chỉ có thế, nhưng khi hội thánh muốn chính quyền được thực hiện theo đúng di chúc của người quá cố thì lại gặp không biết bao nhiêu là những chuyện trở ngại khó khăn. Chẳng hạn như luật của nước Anh cho phép người viết di chúc có thể đánh máy và ký tên, nhưng luật của nước Pháp thì tờ di chúc muốn có giá trị phải viết bằng tay và ký tên. Đó là chưa kể trường hợp khi bà cụ Kaman qua đời, ông cụ lại tục huyền với một người khác cũng người Anh. Như vậy phải vận động cách nào để cho tòa đại sứ Anh ở Bali, tòa đại sứ Pháp ở London và viên toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội hợp thức hóa giấy tờ di chúc trên đây. Chúng tôi phải tốn rất nhiều công cũng như thì giờ mới lo xong được thủ tục. Nhưng tiếp đó lại vướng phải một trở ngại khác, đó là bà kế hiện còn sống. Nếu bà ta có tranh giành những tài sản này hay không? Luật pháp bắt buộc nếu bà ưng thuận thì phải làm tờ cam kết là sẽ không đòi và vui lòng đặt thuộc quyền sử dụng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam vĩnh viễn. Sau đó, tất cả giấy tờ từ các tòa đại sứ được gửi hết về Tòa án Hà Nội để ban án lệnh. Thể theo bản án ngày 11 tháng 5 1957 của tòa án, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được phép nhận di sản của cụ W.C. Kaman qua tên mục sư Lê Văn Thái. Khi việc chuyển giao hoàn tất, ước tính phí tổn nội vụ khoảng 31%, vì tất cả những việc qua lại giữa các tòa đại sứ, giữa hội truyền giáo và các tòa án, chúng tôi đều nhờ luật sư lo. Ngoài ra, theo luật lệ hiện hành, người hưởng di tặng phải đóng thuế từ 22 đến 57% giá trị của tài sản. Như vậy, Hội Thánh chỉ còn hưởng được khoảng 20% mà thôi. Một số lợi tức quá ít so với sự lao nhọc quá nhiều. Cho nên, có người đề nghị với tôi là nên xin chính phủ miễn thuế thụ hưởng di sản trên đây. Nhận thấy đề nghị hợp lý, nên sau khi cầu nguyện, tôi liền đến xin ý kiến Thủ tướng. Thủ tướng Chính phủ lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Tâm. Thủ tướng Tâm vui lòng ủng hộ nguyện vọng xin miễn thuế này, nhưng buộc phải dùng tiền ấy vào việc cứu tế xã hội mới được. Ông liền xuất trình dự án xây cất Cô Nhi Viện Tin Lành. Tôi liền xuất trình dự án xây cất Cô Nhi Viện Tin Lành trên cơ sở đất mà Hội Thánh đã mua tại Nha Trang. Sau khi xem xét cẩn thận, Thủ tướng Tâm tỏ ý chấp thuận, và ông nói thêm là sẽ làm giấy tờ cho đánh thuế tượng trưng từ 2 đến 4% mà thôi. Mộ phần cố giáo sĩ Kaman tại Đà Lạt, giáo sĩ đã yên nghỉ ngày 7 tháng 12 năm 48. Tổng Liên hội xây mộ này để tỏ lòng kính trọng vị giáo sĩ đã tận tụy với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, và cả gia đình đều qua đời tại đất Việt. Thế là việc đối ngoại kể như tạm xong. Để tranh thủ thời gian, tôi trình ngay kế hoạch này cho Ban trị sự Tổng Liên hội để lấy biểu quyết. Kết quả tất cả nhân viên đều đồng ý. Nghị quyết trên đây được Hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 22 nhóm tại Sài Gòn tháng 7 năm 1952 thông qua. Như vậy, trên nguyên tắc, tôi được phép dùng số tiền phát mãi tài sản của cố giáo sĩ W.C. Kaman, phần lớn do chính phủ miễn thuế, hiệp với Hội Bảo trợ Nhi đồng Quốc tế để xây cất Cô Nhi Viện Tin Lành tại Hòn Chồng, Nha Trang. Ngay khi tin này được tung ra, tôi liền gặp phải phản ứng của hai luồng dư luận trái ngược. Một bên thì mừng và hoan nghênh, còn một bên thì buồn và chống đối. Chúng tôi yên lặng làm việc để tăng cường nhân lực. Tổng Liên hội liền cử hai ông bà mục sư Duy Khách Nâm và Trần Trọng Thục vào ban quản trị xây cất cơ sở. Vì lúc bấy giờ tôi đang ở Đà Lạt, Thoạt Tiên, chúng tôi có ý định xây 4 nhà nhỏ. Mỗi nhà được 12 giường và mỗi phòng dành riêng cho người coi sóc. Ước vọng ban đầu của chúng tôi là có thể thu nhận 48 em. Ngoài ra, chúng tôi cũng định xây một căn nhà. Nhà này có thể làm chỗ cho các em học, vừa nhóm lại thờ phượng Chúa, và một căn phòng khác làm văn phòng cho ban giám đốc. Việc xây cất được thực hiện rất nhanh chóng bởi sự tận tâm của ban quản trị và những anh em tín hữu phụ trách công trường. Trong khi ấy, để mọi hoạt động được liên tục, tôi liền ra thông cáo để nhận cô nhi. Về phía các mục sư truyền đạo thuộc Bắc Trung Hạt quy tụ tại Đà Nẵng được 11 em, vùng Đà Lạt có 13 em, riêng Hà Nội có 2 em và Cà Mau 1 em. Như vậy, cô nhi con mục sư truyền đạo gồm có 17 em tất cả. Về phía tín hữu có 11 cô nhi, cộng chung là 38 em nhập viện lần đầu tiên ngày 4 tháng 9 năm 1953. Nhận được tin này, hầu hết các hội thánh đều hoan nghênh, và nhất là quý vị mục sư truyền đạo, phần lớn đã tỏ ra khích lệ đối với thành quả buổi đầu. Con cái của những người hy sinh hầu việc Chúa cũng như của các tín hữu không đến nỗi bị bỏ quên khi gặp hoạn nạn. Do đó, ai nấy đều vui mừng, ngợi khen Chúa và phấn khởi cầu nguyện cho cơ quan từ thiện đầu tiên này của Hội Thánh ngày càng đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho việc rao giảng tin lành. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là chúng tôi không bị chống đối. Trái lại, trong khi làm công việc này, chúng tôi bị một số không nhỏ có tư tưởng thiển cận phiền trách và xuyên tạc. Có người lại còn viết thư cho tôi với những lời lẽ rất hàn học như: cha chúng nó đây chưa biết chết sống ra sao, sao không no mà lo cho con làm gì. Sở dĩ có sự chống đối như thế buổi đầu giữa hội thánh, nguyên do là vì ảnh hưởng của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp là hội chuyên rao giảng tin lành khắp thế gian mà không lo việc xã hội và giáo dục. Giáo sĩ của hội này không bao giờ đề cập đến những việc vấn đề xã hội và giáo dục. Một số người bị ảnh hưởng nên không ủng hộ chương trình do chúng tôi đề ra. Trước những phản ứng bất lợi ấy, chúng tôi không biết phải làm cách nào khác hơn là đặt đoàn trẻ thơ trước mặt Chúa và cầu nguyện: xin Chúa thương xót các em, cho viện được đồ dùng và ban phước cho các em, lớn khôn trong lời của Chúa để đời sống các em trở nên hữu ích cho nhà của Ngài. Cảm ơn Chúa đã nhận lời cầu xin của chúng tôi. Cô nhi viện được cải thiện lần lần và số cô nhi nội trú ngày càng đông hơn, cho đến ngày 1 tháng 7, 1968 là ngày tôi bàn giao chức vụ giám đốc cô nhi viện. Số cô nhi nội trú đã lên đến 242 em, không kể những em xuất viện và những em đang sống ở ngoài. Cơ sở gồm có 10 nhà cho các em ở, 1 nhà thờ, 4 nhà cho nhân viên, 1 văn phòng, 1 nhà cho giám đốc, 1 nhà ăn, 1 hội trường, cũng là cho thường ngày, dùng làm nơi cho các em chơi thường ngày. 2 dãy nhà phụ thuộc, 1 trường ốc, 2 dãy, mỗi dãy 8 lớp và 1 văn phòng trường Bethlehem. Ngoài ra có 3 biệt thự cho thuê lấy lợi tức nuôi cô nhi. Cầu xin Chúa là đấng an ủi những kẻ mồ côi và người góa bụa, giúp đỡ hội thánh chúng ta để có thể đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với những kẻ kém may mắn. 2. Trường Trung Tiểu học Bethlehem. Sau khi hoàn tất dự án xây cất cô nhi viện trên đây, chúng tôi bắt tay ngay vào việc tạo dựng một trường trung tiểu học lấy tên là trường Bethlehem. Ngôi trường này cũng tọa lạc trên phần đất của cô nhi viện cạnh quốc lộ 1 nên rất tiện lợi cho các em ở trong cũng như ngoài viện. Chẳng bao lâu, số học sinh nội trú tăng lên 52 em, cộng với trên 50 học sinh từ ngoài vào học. Vị chi trường có trên 100 học sinh tất cả. Viện cũng có được một nhà thờ riêng nên ngoài những giờ học truyện tích kinh thánh tại lớp, mỗi sáng Chủ nhật các em còn có dịp nhóm lại để thờ phượng chung. Nhờ đó, lời Chúa ngày càng đi sâu vào lòng trong những bộ óc non nớt. Nếp sống của các em ở trong cũng như ở ngoài viện đều thực sự được đổi mới. Cách thức tổ chức, hiệu đoàn cũng như hình thức sinh hoạt tự trị đã được viện và trường Bethlehem áp dụng từ năm 1953 và gặt hái được những thành quả rất tốt đẹp. Tên tuổi cô nhi viện Tin Lành cũng như của trường trung tiểu học Bethlehem ngày càng được nhiều người biết đến. Học sinh của trường đã khép mình trong kỷ luật tự giác ngay từ tuổi thơ, nên chẳng những tại khu vực Hòn Chồng mà cả thành phố Nha Trang nữa, các em đều nhận được những tình cảm rất đặc biệt của đồng bào. Mỗi khi du ngoạn trong thành phố hoặc ngoài bãi biển, các em đều được mặc đồng phục do viện cấp phát. Các em gái mặc áo trắng, quần trắng và các em trai mặc áo trắng, quần đùi xanh, với phù hiệu cô nhi viện bằng đồng hình quả tim đeo trước ngực, nên không thể lầm lẫn với học sinh của những trường khác. Và lại, mỗi khi xuất viện, các em đều đi có hàng lối theo người hướng dẫn, lên từ đằng xa người ta có thể nhận ra ngay đó là học sinh của trường Bethlehem. Nhưng điều đáng ngợi khen Chúa hơn hết là ở lớp sống của các em đã sớm tỏ ra mình thực sự được đổi mới và luôn luôn chăm chỉ học hành. Khi cô nhi viện và trường Bethlehem được 8 tuổi thì đã có một số cô nhi và học sinh ngoại trú đậu bằng trung học. 2 năm kế tiếp lại một số đậu tú tài bán phần, và đến khi trường được 13 tuổi thì đã có một số cô nhi vào thần học viện. Một số khác tốt nghiệp bằng khả năng sư phạm và trở thành những giáo học cấp bổ túc tại các trường công lập trong nước. Ngoài ra, còn một số em đến tuổi động viên nên đã vào trường bộ binh Thủ Đức. Một số khác chọn binh nghiệp và đã trở thành sĩ quan hải quân, không quân. Đó là chưa kể những cựu cô nhi đang du học ngoại quốc và những người tình nguyện ở lại làm giáo viên và nhân viên cho viện. Kiểm điểm lại những thành quả đã thu lượm được từ ngày Cô Nhi Viện và trường Bethlehem được thành lập, chúng tôi thật không đủ tiếng để ngợi khen những ân huệ lạ lùng mà Chúa đã ban cho. Riêng về phần những em cô nhi có thân thể yếu đuối, kém thông minh hoặc không được may mắn trong việc học hành, chúng tôi không bao giờ quên cầu nguyện cho các em. Xin Chúa ban tình thương dồi dào và ơn tứ cách đặc biệt trên các em, để các em có đủ năng lực và sự thông sáng trên bước đường phục vụ Chúa. Tôi cầu mong sao cho cơ quan từ thiện đầu tiên này cũng như những cơ quan kế tiếp của Hội Thánh luôn được tồn tại và phát triển mãi cho đến ngày Chúa đến. Đó là hoài bão của chúng tôi ngay từ lúc bắt đầu chức vụ. Nên khi nhắc lại quá trình hoạt động của trường Trung Tiểu học Bethlehem, cơ quan giáo dục văn hóa đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, tôi không thể quên dự án xây cất trường Trung Tiểu học Thiên Phước tại Vinh vào năm 1928-1929. Lúc bấy giờ tôi đã quy tụ được một số anh em có lòng nghĩ đến tương lai Hội Thánh và cũng là người có hằng sản như ông mục sư Duy Khách Nâm, ông Mạ Nhạc, ông Tư Hiên, ông Lê Khắc Tương, ông mục sư Lê Khắc Hòa. Lúc bấy giờ hầu việc Chúa tại Vinh, trường ốc, bàn ghế đã được lo xong tất cả, chỉ còn chờ giáo sư Bùi Huy Thêm từ Hà Nội vào đứng tên làm hiệu trưởng, nữa là có thể khai trương. Nhưng một việc bất ngờ, ông Bùi Huy Thêm không vào Vinh được vì trường Gia Long ở Hà Nội mời ông ở lại dạy. Ông Thêm là tín đồ ở Hà Nội, việc đi vào Vinh đối với ông có nhiều bất tiện, nên sẵn dịp này ông từ chối không đi. Thế là mọi cố gắng của chúng tôi bị tan vỡ, vì tìm một người đủ điều kiện đứng tên làm hiệu trưởng trong những năm này không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, nhân tài trong Hội Thánh lúc bấy giờ cũng rất hiếm, mà chúng tôi thì muốn người làm hiệu trưởng phải là tín đồ mới được. Nguyện ước lần đầu không đạt được, nhưng chúng tôi không chán nản, cứ cầu nguyện và chờ đợi. Ít lâu sau có ông Phạm Khắc Minh, một giáo sư trung học đã từng làm hiệu trưởng và cũng là giáo viên trường công tại Sài Gòn. Chúng tôi tưởng cơ hội đã đến, bèn bàn với nhau xúc tiến công việc mở trường một lần nữa. Không phải tại Vinh mà là tại Sài Gòn. Trong số người sẵn sàng tham dự gồm có ông bà Phạm Khắc Minh, ông Phạm Đình Khương, ông Trần Hà Thanh, ông Huỳnh Minh Ý, ông Nguyễn Đình Khoan, vân vân. Chúng tôi hăng hái chuẩn bị ráo riết, nhưng rồi trường Trung Tiểu học Tin Lành tưởng như sắp được mở đến nơi cũng một lần nữa không thành vì những lý do ngoài ý muốn. Chúng tôi lại phải cầu nguyện chờ đợi Chúa ban cho cơ hội khác mãi đến gần 20 năm sau, năm 1953, trường Trung Tiểu học Tin Lành đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam mới được chính thức thành lập song song với Cô Nhi Viện. Trở ngại của những lần đầu đã được vượt qua, Hội Thánh chẳng những có đủ điều kiện đứng tên làm hiệu trưởng mà số nhân viên giảng huấn cũng được trang bị đầy đủ. Thời gian đã lần lượt đào thải tất cả những gì không thích hợp với nhịp sống của nhân loại, nên công việc của giáo hội và những tổ chức của Hội Thánh cũng không vượt ra ngoài định luật thiên nhiên ấy. Sở dĩ tôi có thể quả quyết như vậy vì cho đến nay, 1969, Hội Thánh chúng ta đã có gần 60 trường văn hóa, gồm cả trung lẫn tiểu học, 4 cô nhi viện và 4 trần y viện. Những tổ chức xã hội này chẳng những được tín hữu mà ngay cả đồng bào trên toàn quốc cũng liệt nhiệt hoan nghênh và khuyến khích mở nhiều thêm nữa. Ngày nay, việc thực hiện những công tác xã hội thiết tưởng không có gì khó khăn, nhưng trước đây không lâu vẫn có thể coi là những trở ngại đáng kể. Vào năm 1957, vẫn còn có giáo sĩ đứng giữa nhà giảng Sài Gòn tuyên bố: Chúa Giêsu không mở nhà trường, không lập cô nhi viện, cũng không no chuẩn y viện, Ngài chỉ giảng tin lành. Sự kiện này không ai chối cãi, nhưng nếu xét cho kỹ thì đương nhiên có những vấn đề phải được thương xác. Ấy là khi Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ giảng tin lành, Ngài không chỉ nói suông mà còn mở mắt cho người mù được sáng, chữa cho kẻ què được đi, kẻ câm được nói và hóa bánh cho người đói được no lòng. Trong Ngài, quyền năng và tình thương được thể hiện một cách trọn vẹn. Chính vì mục đích ấy mà Thánh Gia Cơ đã cáo giác những người chỉ lý thuyết suông mà thực sự không làm một điều gì cả. Kinh Thánh đã chép: sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian. Gia Cơ 1 câu 27. Đức tin phải được xác chứng bằng hành động. Đó là điều cần thiết, cho nên Thánh Gia Cơ cũng đã nhắc nhở thêm: hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì có ích gì chăng? Đức tin cứu người ấy được chăng? Ví thử anh em hoặc chị em nào không có quần áo mặc, thiếu thốn của ăn uống hàng ngày, và một kẻ trong anh em nói với họ rằng: hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm, hãy ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Vì đức tin cũng chung một thể ấy. Nếu đức tin không sinh ra việc làm thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói: ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ đức tin của người không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Dựa trên nền tảng ấy, chúng tôi đã mạnh dạn xúc tiến mọi việc, mặc cho những xuyên tạc chống đối và những tuyên truyền bất lợi của một số người bảo thủ có những quan niệm hẹp hòi và thiển cận. Tạ ơn Chúa, do lòng cương quyết ấy, Hội Thánh đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp như ngày nay. 3. Chuẩn y viện tin lành. Khi những hoạt động của cô nhi viện và trường trung tiểu học Bethlehem được điều hòa và công việc xây cất kể như tạm hoàn tất, chúng tôi liền nghĩ ngay đến việc thiết lập một chuẩn y viện cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chung quanh khu vực Hòn Chồng. Lúc bấy giờ, tuy dân cư đông đúc nhưng chưa có một cơ quan y tế nào cả. Bởi đó, việc thực hiện công tác này chẳng những giúp ích cho nhiều cô nhi và học sinh nghèo mà còn có mục đích cao cả hơn. Ấy là đem tình thương của cứu Chúa và tiếng nói chân thật của tin lành đến với những đồng bào đau khổ ở vùng duyên hải này. Bên cạnh cô nhi viện lại còn một khoảng đất của Hội Thánh khá rộng, rất thuận tiện cho việc xây cất một cơ sở y tế, nên tôi liền đem dự án này thảo luận với ông hội trưởng Hội Mennonite Central Committee và bác sĩ John B. Dick của Hội Thánh này, yêu cầu họ hợp tác với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam lập một chuẩn y viện tại Nha Trang. Sau một năm nghiên cứu tỉ mỉ, chương trình hoạt động và trách nhiệm quy định cho mỗi bên, chúng tôi ký với nhau một thỏa ước đồng ý thiết lập tại Hòn Chồng, Nha Trang một chuẩn y viện. Đó là chuẩn y viện đầu tiên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Thỏa ước trên đây được ký tại Sài Gòn ngày 1 tháng 3 năm 1960 giữa đại diện bên Ban trị sự Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Mục sư Lê Văn Thái, hội trưởng, và đại diện Hội Mennonite Central Committee là ông Glenn B. Stofas, giám đốc hành chính, và bác sĩ John B. Dick, giám đốc y tế. Cơ quan trên đây chính thức hoạt động kể từ ngày 9 tháng 7, 1961 và tiếp tục tiến mạnh cho đến ngày nay như tất cả con cái Chúa đều biết. B. Những cơ quan phổ biến giáo lý. 1. Tin lành qua các làn sóng điện. Mãi đến năm 1950, vấn đề ghi âm, thu phát thanh, phóng thanh đối với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam vẫn còn là một vấn đề xa lạ, nếu không bảo là hoàn toàn mới mẻ. Tình trạng chậm tiến ấy một phần là vì sự thiếu tích cực của Hội Truyền giáo. Hiện nay, đứng trước những sự tiến bộ vĩ đại của khoa học, nhất là khoa học không gian, hình thức của chiếc máy thu thanh hoặc vô tuyến truyền hình đối với chúng ta thật không có gì mới lạ. Nhưng vào khoảng 1951, ông bà giáo sĩ Travis đến Đà Lạt với chiếc máy ghi âm đã làm ngạc nhiên nhiều người. Ông quy tụ được một số thanh niên, tổ chức các ban hát thánh ca và mời một mục sư đến giảng. Ông thu tất cả vào băng nhựa và sau đó đem phát giữa đám đông, khiến ai nấy đều thích thú. Khái niệm đầu tiên về công cuộc giao truyền tin lành qua các làn sóng điện được mạnh dạn từ lúc này. Trong khi ông giáo sĩ Travis bận rộn trong việc thu và phát thanh bằng chiếc máy ghi âm, thì Chúa cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một dịp tiện lớn lao, rộng rãi hơn. Ông John C. Proctor, giám đốc đài phát thanh tin lành Viễn Đông tại Malí, viết thư mời tôi và giáo sĩ Travis qua Phi Luật Tân để bàn về vấn đề phát thanh trên đài này, đồng thời để sắp xếp chương trình phân phối thì giờ sao cho thuận tiện tùy theo địa phương. A. Hội nghị Mani. Hội nghị này khai mạc vào ngày 1 tháng 10, 1951, kéo dài đến ngày 7 tháng 10, 1951, gồm có đại diện của 9 quốc gia tham dự, đó là Miến Điện, Hồng Kông, Trung Hoa, Việt Nam, Indonesia, Nam Dương, Nhật Bản, Mã Lai, Phi Luật Tân, Lào và Thái Lan. Đề tài tổng quát của hội nghị dựa trên Giăng 8 câu 32-36. Ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Trong 7 ngày thảo luận, toàn thể đại biểu đều nhận thức một cách sâu xa rằng chỉ có Đấng Christ mới là nguồn cứu rỗi của nhân loại. Chỉ khi nào Ngài tha tội thì loài người mới được tự do. Kết thúc của hội đồng là một nghị quyết gồm điểm căn bản sau đây. Đài phát thanh Mali sẽ tăng cường mạnh gấp 3 lần, giờ phát thanh của mỗi tiếng đều được tăng thêm. Mỗi quốc gia phải có chương trình riêng và gửi người của hội thánh mình đến Phi Luật Tân để điều hành và cũng làm sướng ngôn viên cho giáo hội tại đó. Thế theo tinh thần của quyết nghị này, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã gửi người qua Mani. Ngay sau đó để điều hành chương trình và công việc vẫn được liên tục cho đến ngày nay. Đến giờ chót của cuộc hội thảo, vị mục sư chủ tọa đã đọc một câu trong các quan xét chương 17 câu 6. Trong lúc đó, không có vua nơi Israel, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Đoạn ông tiếp tục giải thích. Nói về vua Israel thì có nhiều phương diện, nhưng tất cả đều có chung một hình bóng là Đấng Christ, là Đấng Messiah và cũng là vua vị lai của cả nhân loại. Chúng ta đang lo giới thiệu Đấng Christ cho thế gian để mọi người biết Ngài và rước Ngài làm vua lòng mình, hầu cho đời sống họ được tự do. Nhưng mọi vấn đề khác được đặt ra ở đây là chúng ta phải tự xét lấy mình để xem chúng ta thực sự tự do chưa? Đấng Christ đã làm vua trong đời sống của chúng ta chưa? Trước khi chia tay, đêm ngày 7 tháng 10, 1951, ban tổ chức đã thiết lập một tiệc thánh long trọng cho toàn thể đại biểu tại phòng khánh tiết của một khách sạn lớn nhất thủ đô, nằm cạnh bờ biển Manila. Trong căn phòng lộng lẫy này, một bức hình Chúa Giêsu rất lớn được treo cao trên tường với hàng chữ nổi Christ for Asia, Đấng Christ cho Á Châu, khiến cho vẻ nghiêm trang của căn phòng lại càng nghiêm trang hơn. Giữa phòng là một chiếc bàn dài phủ khăn trắng. Ban tổ chức cẩn thận sắp xếp bảng tên của những quốc gia đại biểu tham dự hội nghị. Sau bảng tên có đặt sẵn một cây đèn cầy chưa thắp. Các đại biểu lần lượt đứng vào chỗ có tên của quốc gia mình. Khi mọi người tề tựu đông đủ thì đèn trong phòng tắt hết và cây đèn nơi chân dung Chúa bắt đầu sáng lên. Do đó, vị chủ tọa tự tay thắp sáng cây đèn của mình và toàn thể đại biểu đều lần lượt làm theo y như vậy. Sau đó đồng nói, làm điều này để nhớ Chúa. Không khí trong căn phòng trở nên yên lặng khác thường. Ánh sáng của những ngọn đèn bạch lạp chỉ đủ cho mọi người nhìn thấy chân dung Chúa Giêsu mà thôi. Giữa khung cảnh trang nghiêm ấy, bỗng có những tiếng khóc nhẹ nhẹ nổi lên từ cuối phòng và chuyển đi rất nhanh. Mọi người đều cảm động khi để lòng mình hướng về Chúa. Những vướng bận thường nhật được lắng động để nhường chỗ cho tình thương và tinh thần nhất quyết giao truyền tin lành. Dưới chân cứu Chúa trong giờ phút ấy, biên cương của quốc gia và chủng tộc không còn nữa. Toàn thể đại biểu có mặt trong buổi lễ đều nhận thức được nhiệm mạng trọng yếu của mình đối với Chúa và với đồng bào. Hội nghị đã gặt hái được những thành quả to tát ngoài sức tưởng tượng. Đêm tiệc thánh kéo dài đến khuya và ba chữ Christ for Asia đối với riêng tôi là một ấn tượng không thể nào quên được trong đời hầu việc Chúa. Trải qua 20 năm rồi, nhưng đến nay tôi vẫn nhớ và nhớ rõ chân dung Chúa Giêsu trong đêm tiệc thánh ấy, cùng với những khải tượng lạ lùng mà Chúa đã truyền cho hội nghị Nani năm 1951. Một dịp tiện bằng vàng cho việc truyền giảng tin lành. Sau ngày đó, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chính thức mở chiến dịch giảng tin lành qua các làn sóng điện. Một ủy ban được đề cử để xúc tiến việc thu băng các bản thánh ca, những bài giảng luận và giảng nghĩa kinh thánh gửi qua Malí. Một phòng ghi âm tạm thời được thiết lập sau tòa giảng Hội Thánh Gia Đình và mang tên phòng ghi âm J.D. Olsen để kỷ niệm cố giáo sĩ J.D. Olsen, là một trong những vị giáo sĩ tiền phong tại Việt Nam, hoạt động rất tích cực và có nhiều công khó trong việc thiết lập và điều khiển trường Kinh Thánh Turen. Cụ đã về với Chúa vào mùa hè 1954 trong một tai nạn xe hơi tại góc đường Biên Hòa và tỉnh lỵ Gia Định. Về sau, phòng ghi âm này được rời ra Nha Trang và được thiết lập trong khuôn viên Thánh Kinh Thần Học Viện cho đến ngày nay 1969. Chương trình phát thanh tin lành tại các đài phát thanh quốc nội cũng được thực hiện song song với công cuộc trên đây. Thoạt tiên, chính quyền chấp thuận cho hội thánh mỗi tuần 30 phút trên đài phát thanh Sài Gòn để giảng tin lành, rồi tiếp đến các đài địa phương như Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Cần Thơ cũng sẵn lòng dành cho hội thánh 1 giờ phát thanh. Hầu hết các chương trình hàng tuần trên đây đều dùng băng thu sẵn tại phòng ghi âm Nha Trang. Ngoài việc giảng tin lành qua các làn sóng điện, hội thánh còn xúc tiến việc vận động với các phòng thông tin địa phương để mượn phương tiện phóng thanh cho các bài giảng tin lành cho đồng bào trong các khu phố. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền về phương diện này nên một số đông đồng bào có dịp nghe tin lành và thức tỉnh ăn năn trở lại đầu phục Chúa. Sau đây tôi xin trích một đoạn trong bản phúc trình của mục sư Phạm Văn Năm tại Hội đồng Tổng Liên hội năm 1964 về việc giảng tin lành qua các làn sóng điện. Chúng ta nên lớn tiếng hết lòng ngợi khen Chúa vì Ngài đã đang ban cho chúng ta có thể thực hiện sứ điệp của cứu Chúa và trả lỡ tình yêu thương cho đồng bào bằng sự giảng tin lành cứu rỗi trên 15 đài phát thanh Việt Nam Cộng Hòa cách miễn phí. Trong khi tại các nước khác, hội thánh phải trả một số tiền khá lớn. Ấy là chưa kể sự phát thanh mỗi ngày 30 phút trên đài vô tuyến Viễn Đông, Manila và phóng thanh hàng tuần trên hơn 15 phòng thông tin ở các tỉnh và quận. Mỗi đài phát thanh quốc gia dành riêng cho chương trình phát thanh tin lành 30 phút hàng tuần. Số thính giả mỗi tuần được nghe tin lành trên các làn sóng điện khắp nơi từ 50 đến 80 ngàn người. Các thư từ ban chúng ta nhận được thì phần đông thính giả là thương gia, công chức, quân nhân, học sinh và sinh viên. Một chương trình đặc biệt cho thanh niên được phát thanh mỗi tuần đầu tháng do mục sư Lê Hoàng Phu phụ trách, thu hút một số thính giả thanh niên đáng kể. Và sau đây là danh sách các đài quốc gia Việt Nam phát thanh chương trình tin lành: 1. Tân An, 2. Quy Nhơn, 3. Hội An, 4. Sài Gòn, 5. Ba Xuyên, 6. Tuy Hòa, 7. Huế, 8. Quảng Ngãi, 9. Đông Hà, 10. Kiến Hòa, 11. Đà Lạt, 12. Nha Trang, 13. Ban Mê Thuật, 14. Quân đội Sài Gòn, 15. Mỹ Tho, 16. Viễn Đông, Manila. Với những thành quả đã thu lượm được trong những năm qua, chúng ta thật có cớ để ngợi khen Chúa. Trong lúc tình hình đất nước đang nghiêng ngửa vì nạn chiến tranh, việc giảng tin lành trên các làn sóng điện thật rất cần thiết. Bằng phương tiện này, lời của Chúa có thể đến tận những nơi mà các nhà truyền đạo của chúng ta không thể đến được, và sự bình an của Chúa có thể sưởi ấm sự buốt lạnh của lòng người. Chắc hẳn mọi người chúng ta đều tin rằng Đây là một chương trình tốt đẹp, và trong niềm tin tưởng ấy, xin Hội Thánh cứ cầu nguyện thật nhiều để việc giảng tin lành qua làn sóng điện được tiến triển mạnh mẽ hơn và được kết quả khả quan hơn. 2. Đoàn tuyên úy tin lành thể theo chính sách phát huy và phổ biến giáo lý. Nhu cầu về việc thiết lập một đoàn tuyên úy tin lành trong quân đội ngày càng trở nên cấp thiết, song song với tiến triển của Hội Thánh, và nhất là khi số thanh niên tín đồ đến tuổi quân dịch càng ngày càng thêm nhiều. Nhận thức được tầm quan trọng của việc truyền giảng tin lành trong các đơn vị quân đội và việc nâng đỡ tinh thần anh em tín hữu trong quân đội, nên vào khoảng đầu năm 1951, Ban trị sự Tổng Liên hội đã gửi văn thư đến Quốc trưởng và Thủ tướng Chính phủ để xin ban thành lập một đoàn tuyên úy tin lành trong quân đội. Ít lâu sau, chúng tôi được Văn phòng Quốc tế Bảo Đại trả lời cho biết là hiện chưa có quy chế về tuyên úy tin lành trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Thành thử, vấn đề trên đây rất tiếc không thể chấp thuận được. Gặp trở ngại như vậy, chúng tôi liền đến thảo luận sự việc với ông Lê Tài Trường, đồng lý văn phòng của Quốc trưởng Bảo Đại, và ông Phan Huy Quát, Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ, để xin xúc tiến việc soạn thảo quy chế tuyên úy tin lành. Sau đó một ủy ban hỗn hợp được thành lập, Tổng Liên hội biểu quyết đề cử cụ mục sư ông Văn Huyên, thư ký Tổng Liên hội, và ông Victor Phạm, sinh viên luật, hiệp với nhân viên của Bộ Quốc phòng trong ủy ban soạn thảo quy chế đoàn tuyên úy tin lành. Sau mấy tháng làm việc ráo riết, quy chế trên đây được lập xong vào cuối năm 1952. Chúng tôi liền đệ trình lên chính quyền và chờ đợi, nhưng không hiểu tại sao nó vẫn nằm ì một chỗ không nhúc nhích. Chúng tôi đi lại 5 lần 7 lượt, thường xuyên theo dõi và nhắc nhở tất cả những nơi liên hệ, nhưng kết quả đầu vẫn vào đó, không có một chút tiến bộ nào đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi không hạ lòng, vẫn cứ cầu nguyện xin Chúa can thiệp để quy chế tuyên úy sớm được ban hành, đồng thời cũng tha thiết xin Chúa lựa chọn một tuyên úy trưởng xứng hiệp và đầy ơn để đại diện cho Hội Thánh trong quân đội, ngò hầu có thể giảng tin lành và nâng đỡ đức tin anh em quân nhân. Đây có thể bảo là một vấn đề khó cho Tổng Liên hội lúc bấy giờ, năm 1952. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Giê-hô-va Jirê. Ngài đã dự bị cho Abraham một con chiên để làm của lễ trên núi Moria, sáng Thế Ký chương 22 câu 13-14. Thì chắc chắn Ngài sẽ dự bị cho Hội Thánh tin lành một đoàn tuyên úy và một tuyên úy trưởng xứng hiệp khi cần. Quả đúng như vậy. 2 năm sau, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã ký sắc lệnh số 51 QP ngày 8 tháng 6 năm 1945 nhằm thiết lập các đoàn tuyên úy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và tiếp theo đó, ngày 8 tháng 12, 1954, Thủ tướng Chính phủ lại ban hành Nghị định số 1103 QP về việc tổ chức và điều hành các đoàn tuyên úy. Thể theo tinh thần hai sắc lệnh và nghị định, nhà tuyên úy tin lành chính thức được thành lập do sự vụ lệnh văn thư số 680 TTM 1 MK ngày 8 tháng 3 năm 1955 của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và thông tư số 3225 VPQPBB ngày 21 tháng 7 năm 1955 của Bộ Quốc phòng. Như vậy, kể từ ngày vận động cho các mục sư có thể phục vụ Chúa giữa anh em quân nhân, tín hữu và binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho đến khi nhận được văn thư cho phép thành lập đoàn tuyên úy tin lành là 4 năm có dư. Một thời gian quá dài cho sự mong đợi, tuy nhiên kiên nhẫn trong đức tin đã không trở thành luống nhưng. Chúa là đấng thành tín và chúng tôi đã thành công bởi ơn và quyền của Ngài. Quả thật đúng như lời Chúa phán, ai trông đợi Đức Giê-hô-va không hề hổ thẹn. Chẳng những Ngài cho phép đoàn tuyên úy tin lành được hình thành, mà trong buổi giao thời, Ngài còn dự bị một người từ phương xa trở về để nhận lãnh chức vụ tuyên úy trưởng. Người ấy là ông Đoàn Mười. Ông Đoàn Mười tin nhận Chúa ở bên Pháp, có bằng cử nhân văn chương và đã từng tình nguyện làm mục sư tuyên ý trong đoàn quân viễn chinh Việt Nam tại Pháp. Gia đình ông mới về nước vài năm trước, khoảng năm 1948-1949. Tôi có dịp gặp ông ở Hà Nội và năm 1951 tôi lại gặp ông ở Đà Lạt. Lúc bấy giờ ông đang làm việc tại văn phòng Quốc trưởng Bảo Đại ở Đà Lạt cùng với ông Nguyễn Đệ. Chính ông Đoàn Mười đã giúp ý kiến chúng tôi rất nhiều trong việc soạn thảo quy chế tuyên ý. Sau thời gian cầu nguyện xin Chúa lựa chọn một vị tuyên ý trưởng, Tổng Liên hội nhận thấy ông Đoàn Mười có đủ tư cách để nhận lãnh chức vụ này. Tôi liền đem vấn đề này bàn với ông thì ông vẫn giữ sự dè dặt thường lệ và trả lời là xin cầu nguyện để biết rõ ý Chúa. Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi và ít lâu sau ông tỏ ý thuận nhận chức vụ tuyên úy trưởng do Hội Thánh giao phó. Chúng tôi vui mừng ngợi khen Chúa và đệ trình Bộ Quốc phòng tên ông Đoàn Mười trong chức vụ tuyên úy trưởng. Ông là vị tuyên úy trưởng đầu tiên của Đoàn Tuyên úy Tin Lành với cấp bậc thiếu tá đồng hóa, được bổ dụng bởi quyết định số 1083 QP-NV ngày 30 tháng 12 1955 của Bộ Quốc phòng do ông Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng Trần Trung Dung ký. Chúng tôi rất mừng, tưởng công việc kể như tạm xong và gánh nặng tinh thần đối với anh em quân nhân tín hữu đã có người gánh vác. Nhưng không ngờ, trong khi ông Đoàn Mười lo sức tiến việc thiết lập văn phòng và tuyển chọn tuyên úy thì một sự ngăn trở khác lại xảy ra. Chính quyền đề cử ông Đoàn Mười kiêm nhiệm chức vụ giám đốc thính thị Anh ngữ ở đường Thành Thái Chợ Lớn, và ít lâu sau ông lại nhận được lệnh thuyên chuyển lên Đà Lạt để làm giáo sư Anh ngữ tại trường Võ Bị Quốc gia. Thế là mong ước của Hội Thánh một lần nữa kể như không thành. Mặc dù đã hết sức cầu nguyện và lo lắng từ bao năm qua, tuy đã nhận lãnh chức vụ tuyên ý trưởng, nhưng với một hoàn cảnh như vậy, ông Đoàn Mười cũng như ban trị sự Tổng Liên hội không thể làm cách nào khác hơn. Trước khi ông Đoàn Mười rời chức vụ trên đây, tôi có được một người đến cho biết rằng Tổng thống đã bổ nhiệm ông Đoàn Mười làm giáo sư Anh văn tại trường Võ Bị Đà Lạt. Ông hội trưởng hãy tìm người khác để thay thế ông Đoàn Mười đi. Nghe được tin này, tôi liền đến gặp Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng Trần Trung Dung và được ông cho biết là Văn phòng Tổng thống muốn như vậy. Trở về, tôi liền trình ngay việc này với Ban trị sự Tổng Liên hội và xin cầu nguyện để Chúa chỉ định người khác thay thế. Sau một thời gian khá lâu dò hỏi ý Chúa, toàn thể Ban trị sự Tổng Liên hội đều đồng ý với đề cử ông mục sư Nguyễn Văn Tống giữ chức vụ tuyên úy trưởng Đoàn Tuyên úy Tin Lành thay thế ông Đoàn Mười. Thi hành quyết định ấy của Ban trị sự Tổng Liên hội, tôi đệ trình mục sư Tống lên Bộ Quốc phòng, và trong khi chờ đợi lệnh bổ nhiệm của chính phủ, chúng tôi tha thiết cầu nguyện xin Chúa cho việc thành lập Đoàn Tuyên úy Tin Lành sớm hoàn tất trong ý chỉ thánh của Ngài. Thi Thiên chương 37 giúp chúng tôi bình an và tâm hồn không còn bồn chồn lo lắng. Mọi sự tin chắc rằng Chúa sẽ lo. Chúng tôi phó thác trọn vẹn cho Ngài. Lúc bấy giờ chúng tôi kết noi theo gương của David, chớ phiền lòng vì kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho các ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Thi Thiên chương 37 câu 1 đến câu 5. Ngày xưa, vua David đã gặp nhiều trở ngại và ông đã phó thác mọi sự cho Chúa. Ngày nay, chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi quyết định giao phó mọi việc cho Ngài. Sau hơn một năm kể từ ngày ông Đoàn Mười giã từ chức vụ tuyên úy trưởng, chúng tôi nhận được một quyết định khác của Bộ Quốc phòng số 2944 QPVNLQ ký ngày 15 tháng 11 năm 1957. Nội dung như sau: Mục sư Nguyễn Văn Tống tình nguyện gia nhập quân đội Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc thiếu tá đồng hóa để giữ chức vụ tuyên úy Tin Lành Việt Nam. Thế theo quyết định ấy, một mặt mục sư Tống lo tổ chức văn phòng và một mặt lo tuyển chọn các vị mục sư tuyên úy vùng để đệ trình Bộ Quốc phòng ban hành quyết định bổ dụng. Một năm sau, các ông mục sư Dương Kỳ, Trần Trọng Thục và Đặng Văn Lục chính thức được chấp thuận gia nhập Đoàn Tuyên úy Tin Lành với cấp bậc đại úy đồng hóa bởi quyết định số 620 QP ngày 28 tháng 8 năm 1958. Ba vị tuyên úy đầu tiên trên đây sau khi được Bộ Quốc phòng chấp thuận cho gia nhập quân đội lại phải lo hoàn tất giấy tờ và thủ tục nhập ngũ đến cuối năm 1958 mới xong. Như vậy, kể từ lúc thai nghén năm 1951 cho đến khi Đoàn Tuyên úy thực sự được hình thành năm 1958, Hội Thánh phải chịu đựng một thời gian vừa vặn 8 năm tất cả. Ảnh của Đoàn Tuyên úy. Hầu hết tín hữu lúc bấy giờ đều mừng rỡ khi hay tin Hội Thánh có được một đoàn tuyên úy trong quân đội. Có gì sung sướng hơn sau những ngày hành quân vất vả hoặc những lúc phải trấn giữ những tiền đồn hẻo lánh xa xôi. Anh em quân nhân được vị mục sư tuyên úy của mình đến thăm để an ủi và nâng đỡ đức tin bằng tình thương và lời sự sống. Ngoài ra, anh em cũng đinh ninh rằng vị mục sư tuyên úy còn có thể đem tin lành đến cho các đơn vị trong quân đội, một công tác rất cấp thiết mà các vị mục sư dân sự trước đây thiếu hẳn phương tiện để hoạt động. Cho nên từ anh lính quân trường đến những gương mặt sạm nắng thuộc tất cả những quân binh chủng hễ là tín đồ tin lành thì hết thảy đều có chung một hoài vọng là chờ đợi những chiến công thuộc linh đầu tiên. Tuy nhiên, với một số người quá ít oi, bốn vị mục sư tuyên úy trên đây không thể đáp ứng đúng mức nhu cầu quá to lớn của quân đội, nên có nhiều dự án chưa thể hoặc không thể thực hiện được. Do đó, có nhiều anh em quân nhân phàn nàn là ít được gặp các vị mục sư tuyên úy, còn các vị mục sư tuyên úy thì than thở không thể làm trọn nhiệm vụ. Qua bao quát trong mọi phương diện đều không có, hoặc nếu có thì cũng bị hạn chế đến mức tối đa. Hội Thánh tỏ vẻ không vui vì đoàn tuyên úy không được sự hữu hiệu đúng như lòng mong ước. Dầu vậy, tình trạng trên đây cũng được kéo dài trên 10 năm, từ 15 tháng 11 đến năm 1957 đến 13 tháng 4 năm 1968. Trong khoảng thời gian ấy, mặc dù có thêm 4 vị mục sư tuyên úy khác như các ông mục sư Phạm Xuân Hiền, Nguyễn Lĩnh, Nguyễn Văn Thái, Phan Văn Phùng, Tăng Cường, nhưng kết quả vẫn không thấm vào đâu. Nhận thấy tình thế không thể kéo dài thêm được nữa, nên Đại hội đồng Thường niên Tổng Liên hội lần thứ 35 nhóm tại Đà Lạt vào tháng 5 năm 1967 đã thảo luận sôi nổi về vấn đề này. Hầu hết các đại biểu tham dự hội đồng dường như có chung một nhận định là nếu có một đoàn tuyên úy như vậy, thà không có thì hơn. Vấn đề được đặt ra để biện minh là những ngăn trở. Phải chăng Đoàn Tuyên úy Tin Lành khởi thủy được thành lập trên sự ngăn trở, rồi tiếp đến hoạt động trên sự ngăn trở và luôn luôn phải đối đầu với những ngăn trở? Chúng ta tin rằng Chúa biết, và trên tất cả mọi sự, chương trình và ý định của Ngài phải được hoàn thành. Nhắc lại việc này, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện xin đọc Hội Thánh cũng như xin chính quyền thừa nhận thành phần ban quản trị đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, đơn gửi đi từ năm 1928 mà mãi đến ngày 19 tháng 1 năm 1941, Hội Thánh mới nhận được văn thư chính thức của toàn quyền trên Decault trả lời chấp thuận. Nhìn lại những chặng đường Hội Thánh đã đi qua, tôi nhận thấy thật đúng với tinh thần bài thánh ca sau đây: đi từng bước, bước thẳng đi, có Chúa nữa, không can chi. Đi từng bước, Chúa cũng đi, cho đến mãi, vô tận kỳ. Tạ ơn Chúa bởi sự kiên trì cương quyết của Hội Thánh, Đoàn Tuyên úy Tin Lành đã được cải tổ với những thành phần rộng rãi hơn. Ông mục sư Dương Kỳ được cử giữ chức vụ tuyên úy trưởng và được bổ dụng bởi Nghị định số 230 ND ngày 13 tháng 4 năm 1968 của Bộ Quốc phòng, thay thế mục sư Nguyễn Văn Tống. Tiếp theo đó, các mục sư Bùi Khương, Nguyễn Thành Mát, Nguyễn Hữu Tươi đồng loạt được bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng tuyên úy vùng chiến thuật, thay thế các mục sư xuất ngũ do Nghị định số 060 QPND ngày 28 tháng 1, 1968. Binh chủng hải quân cũng bắt đầu có tiên úy, và vị hải quân tiên úy đầu tiên là mục sư Nguyễn Châu Chánh, được bổ nhiệm hoạt động bên cạnh Bộ Tư lệnh Hải quân. Ngoài ra, cũng có một số truyền đạo tiên úy được phái đến tận các khu chiến thuật để phục vụ bên cạnh các sư đoàn bộ binh. Trong tương lai, nếu được Chúa cho phép, số tiên úy tin lành trong quân đội sẽ tăng thêm để cung ứng cho nhu cầu đang đòi hỏi tại hầu hết các khu chiến thuật và tiểu khu. Hiện nay, trong chờ đợi bổ sung quân số đầy đủ, Bộ Tổng tham mưu tạm thời chấp thuận cho phép các vị mục sư dân sự có thể vào thăm các quân trường, quân lao, quân xá để thăm viếng, an ủi anh em quân nhân tín hữu và giao truyền tin lành. Công việc của đoàn tiên úy hiện nay đang tiến hành tốt đẹp, và người ngoại cuộc có thể nhìn vào với một cái nhìn lạc quan hơn. Mọi khó khăn đã vượt qua, những đám mây mù không còn nữa. Hội Thánh đang đứng trước một bình minh đầy hứa hẹn, và sự kiện ấy là một trong những nguyên động lực nhắc nhở chúng ta nhớ lại lời Chúa phán: hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Amen. C. Sơ lược về chuyến du hành quan sát tại Mỹ. Vấn đề du hành quan sát để học hỏi nằm trong chính sách chung của giáo hội, nên thể theo lời mời của Ban trị sự Trung ương Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại Nữ Ước, ngày 21 tháng 4 năm 1957, tôi lên đường sang Hoa Kỳ để dự đại hội truyền giáo thường niên tổ chức tại Charlotte, và cũng để thăm viếng một số hội thánh Chúa tại Mỹ Quốc. Mục đích chính của tôi trong chuyến công du này là để thu thập kinh nghiệm, trao đổi quan điểm với những nhà lãnh đạo hội thánh bạn, ngõ hầu có thể phục vụ Chúa tại nước nhà một cách hữu hiệu hơn. Cho nên song song với việc giảng dạy và làm chứng về ơn phước Chúa đối với Hội Thánh Việt Nam, tôi đã cố gắng thực hiện nguyện ước của mình bằng cách thăm viếng thật nhiều và quan sát thật kỹ những phương thức tổ chức cũng như những từng trải thuộc linh trong đời sống tín hữu tại quốc gia văn minh này. Trong suốt thời gian 3 tháng tại Mỹ Quốc, tôi có dịp đi và hầu việc Chúa chung với 3 vị giáo sĩ. Người thứ nhất là ông Herman S. Hallett, đã từng làm giáo sĩ ở Việt Nam và dạy tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Khi tôi sang Mỹ thì ông Hallett đã làm giáo sư tại một trường cao đẳng thần học ở San Francisco. Người thứ hai là ông J.J. Van Hải, một giáo sĩ cựu cựu ở miền Bắc Việt. Lúc bấy giờ, ông đang là nhân viên trong văn phòng Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp tại New York. Và người thứ ba là giáo sĩ P.E. Carson, một số những giáo sĩ thân mến nhất tại Việt Nam đang về nước nghỉ hạn. Nhờ sự cộng tác đắc lực của những vị giáo sĩ này nên kết quả của chuyến công du thật tốt đẹp. Đây là những người đã biết nhiều về Việt Nam và có thể diễn đạt tư tưởng bằng tiếng Việt Nam một cách trôi chảy, nên ngoại trừ những cuộc tiếp xúc riêng rẽ, tôi luôn luôn dùng tiếng Việt, và 3 vị giáo sĩ này đã nói tiếng Anh thay tôi như Aaron nói thay cho Môi-se. Báo chí Mỹ, nhất là những tờ báo có khuynh hướng cơ đốc giáo, đã nói nhiều về chuyến công du này. Có nhiều phóng viên đến gặp tôi sau các buổi giảng, và tôi có dịp nói cho họ biết về sự bình đẳng của con người trước mặt Đức Chúa Trời và đồng loại. Ân điển cũng như sự cứu chuộc được thực hiện bởi quyền năng từ trên cao và tình yêu đích thực không phân biệt chủng tộc. Tôi đã loại ra ngoài tất cả những câu hỏi liên quan đến chính trị, vì tôi nghĩ rằng chính trị và tôn giáo không thể đi đôi với nhau. Tôi không muốn bị chụp mũ cũng như không muốn bị hiểu lầm. Tuy nhiên, những câu trả lời gần như không trả lời gì cả của tôi đã gây một tiếng vang không nhỏ trên các báo phát hành tại Mỹ Quốc. Sau khi trở về nước, có nhiều người ở xa viết thư hỏi thăm và xin tôi tường thuật lại chuyến công du ấy. Tôi rất muốn trả lời tất cả, nhưng số thư đến nhiều quá, thành thử không thể thực hiện được đúng như lòng mong ước. Chắc anh em thông cảm mà thứ lỗi cho tôi rồi. Nay, nhân tập hồi ký này, tôi xin chép lại nguyên văn những bản phúc trình cho văn phòng Hội Truyền Giáo ở Nữ Ước của 3 vị giáo sĩ từng hầu việc Chúa chung với tôi trong suốt thời gian ở bên Mỹ để tặng bạn đọc. Mong rằng với những tài liệu chân thật và khách quan ấy, các bạn có thể hiểu rõ hơn về những phước hạnh mà Chúa đã làm cho cuộc thăm viếng này. Một La Mã, lịch trình thăm viếng. Lịch trình thăm viếng và giảng dạy của tôi trong suốt thời gian 3 tháng tại Mỹ Quốc được tóm lược trong những bản phúc trình sau đây. Phúc trình của giáo sĩ Herman S. Hallett. Lịch trình thăm viếng Mỹ Quốc của ông mục sư Lê Văn Thái từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5 năm 1957, 26 tháng 4 tại lễ đường Trường Kinh Thánh Simpson, cử tọa 160 người. Chính các ngươi hãy cho ăn. Mark chương 6 câu 37. Một bài giảng hay, nhấn mạnh về trách nhiệm của tín đồ đấng Christ phải đem hoặc truyền tin lành cho những người đang đói khát bằng bánh hàng sống. Ngày 28 tháng 4, Berkeley, Hội CMA tức Phúc Âm Liên Hiệp Truyền Giáo Hội, cử tọa 33 người. La Mã chương 12 câu 1 câu 2 nhấn mạnh về sự dâng mình. Pyoming, Auckland, cử tọa 200 người. Năng lực của tình yêu thương, câu gốc nhất Cô Dinh Tô chương 13 câu 13. Ngày 1 tháng 5, Lo Sito, cử tọa 83 người. Trong tay cầm vật chi, xuất chương 4 câu 2. Chỉ điều gì chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời sẽ được ban lại cho chúng ta để sử dụng với năng lực của Ngài và vì sự vinh hiển của Ngài. Ngày 2 tháng 5, Portland, cử tọa 150 người. Quyền năng kèm theo đức tin, nhì vua chương 4 câu 1 đến câu 7. Chúng ta ngăn trở Chúa bởi sự vô tín của chúng ta. Quyền năng ngưng lại khi chúng ta không còn đủ để chứa nữa. Trong buổi nhóm này có đại biểu từ Silverton, Salem, Dallas và Ben đến dự. 2 ngày trước khi ông Thái đến đây đã có một cuộc họp của các nữ giáo sĩ trong khu vực nên có báo cáo trước về tin ông Thái sẽ đến, do đó có nhiều người đến thăm. Ngày 5 tháng 5, Sacramento, cử tọa 127 người. Lữ khách và kiều dân, nhất Phi-e-rơ chương 2 câu 11. Ông Thái nhấn mạnh rằng vì đây không phải là đất trường cửu của chúng ta nên chúng ta phải kiêng khử tư dục của xác thịt là điều tranh chiến với linh hồn. Sanzo, AUIF, sự quan hệ của việc đặt lời Đức Chúa Trời vào lòng ta đang khi ta còn thanh xuân, nhì Timothy chương 3 câu 15. Sanzo, cử tọa 200 người. Chính các ngươi hãy cho ăn, Mark chương 6 câu 37. Đề mục rất giống với bài giảng đầu đã giao giảng cho trường Kinh Thánh Simpson, nhưng đã rất khéo léo đổi thành ra thích hợp với hội thánh hơn là với các sinh viên trường Kinh Thánh. Ông có một sự nhận thức thuộc linh rất sáng suốt nên có nhiều ý kiến hay. Khi được biết có một số người chưa tin Chúa trong nhà thờ, tức thì cuối buổi giảng, ông khẩn cấp kêu gọi họ đến cùng Chúa, dùng thí dụ chứng minh cụ thể về việc nhân loại đang tiến nhanh đến cái chết là cái mà người ta không thể tránh và đến cuối cùng nó sẽ bắt lấy mọi người không tha một ai. Ngày 8 tháng 5, American Christian Alliance Church giữa Vallejo và Lepa, cử tọa 25 người. Đây là địa điểm nhỏ hơn hết trong các nơi đến thăm. Hội chúng phải nhóm lại trong nhà mục sư vì nhà giảng mới đang xây cất. Tín đồ làm việc suốt ngày thứ Bảy, có 25 người hiện diện, một công tác đáng khuyến khích trong một thị trấn chưa có nhà thờ. Ông dùng chuyện tích Đức Chúa Giêsu được sức giàu tại Bethany, Giăng chương 12 câu 1 đến câu 9 mà giảng một bài giảng rất hiệp nghị, đề cập đến sự kiện Đức Chúa Giêsu thích làng nhỏ này hơn là kinh thành Jerusalem. Ông cũng nhấn mạnh rằng ngày nay thiên hạ kéo đến xem những cuộc đời đổi mới, cũng như ngày xưa người Do Thái kéo đến xem Nazareth sống lại. Ngày 10 tháng 5, trường Kinh Thánh Simpson, buổi nhóm của ban truyền giáo, cử tọa 250 người. Đây là một ngày dành riêng để thăm viếng nhà trường. Có chừng 70 thanh thiếu nhi học trong các trường trung học và đại học đến nhóm. Đề mục mang thập tự. Đây là một bài giảng rất hay. Ông nhắc lại sự qua đời mới đây của một vị mục sư Việt Nam trong trận giặc tại Việt Nam và sự qua đời của tấn sĩ trong trận thế giới đại chiến thứ nhì để nêu gương sáng của những người đã liều bỏ mọi sự để mang thập tự giá và theo gót Chúa Giêsu. Có 8 sinh viên dự nhóm mà một vài người trong bọn họ đã chống lại tiếng kêu gọi của Chúa trong suốt những buổi nhóm, đặc biệt trước lễ phục sinh. Khi nghe ông kêu gọi, đã tiến lên trước tòa giảng. Ngày 12 tháng 5, Glendale cử tọa 175 người. Quan điểm thuộc linh: Matthew chương 6 câu 22, 3 thí dụ trong Kinh Thánh. Abraham nhìn thấy những sự vật chính đáng, Lót thì không thấy. Isaac đã làm một việc rất sai lầm, ấy là khi mắt đã mờ, người bèn vận dụng thính giác để bổ cứu cho thị giác. Elise đã cầu nguyện để đầy tớ người được thấy đạo binh của Đức Chúa Trời, sai đến để bảo vệ cho hai thầy trò khỏi tay của quân Syria. Pasadena cử tọa 250 người. Jonathan và David, nhất Samuel chương 18 câu 1 đến câu 4, chương 20 câu 12 đến câu 17 và chương 23 câu 14 đến câu 18, nhì Samuel chương 1 câu 26. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự kiện dầu Jonathan đã lập một giao ước lạ lùng với David, người vẫn không chịu bỏ cuộc đời nhàn hạ trong cung điện để đồng hành với David trong những nỗi cơ cực. Bởi cớ đó, ông đã chết với Saul ngoài chiến trường, thay vì trở nên thủ tướng của vua David. Chỉ những tín đồ nào đồng chịu khổ với Đấng Christ thì mới được đồng trị với Ngài. Bình luận: theo ý tôi, cuộc hành trình giảng dạy này có rất nhiều ích lợi. Tôi rất thích những bài giảng mà anh em chúng ta, tức ông Thái, đã giảng. Ông chỉ giảng trùng đề mục có một lần. Ngoài ra, ông luôn luôn nhờ cậy Đức Thánh Linh giúp đỡ để có thể giảng những bài mới hoặc soạn lại những bài giảng cũ cho thích hợp với từng hoàn cảnh. Thật, tôi rất vui mà thấy rằng nơi nào ông Thái đến thì cũng được đón tiếp cách niềm nở. Nhiều người lấy làm lạ thấy một người ngoại quốc mà lại giảng hay đến thế, một bà già nói. Tôi đoán rằng mọi người trong các ông học thuộc lòng bài giảng ngắn, rồi cứ tới đâu cũng bản cũ soạn lại. Tôi rất sung sướng mà trả lời cho bà biết rằng cho đến ngày ấy, ông Thái chưa nói trùng lần nào. Ông rất thận trọng giữ đúng giờ mà các vị mục sư yêu cầu theo một thời hạn nào đó. Được hầu việc Chúa bằng cách thông ngôn cho ông ta, tôi tự kể là một vinh hạnh thực sự vậy. Herman S. Hallett. B. Phúc trình của giáo sĩ J.J. Van Hải. Ngày 26 tháng 5, Liac, NY và White Place, NY. Ngày 29 tháng 5, Chatham, NY. Ngày 1 tháng 6, hội kiến với nhân viên của Quốc tế Cơ đốc Thanh niên đoàn YMCA tại trụ sở của họ, NYC. Ngày 2 tháng 6, giảng buổi tối tại hội thánh của tấn sĩ Tozer, có lẽ tại hội thánh Aurora vào buổi sáng. Ngày 3 tháng 6, thăm khu vực Chicago. Ngày 4 tháng 6, từ giã Chicago. Ngày 5 tháng 6 đến Omaha. Ngày 6 tháng 6, giảng trong hội thánh của tấn sĩ Brown tại Omaha, và cũng có dịp giảng tại Lincoln. Ngày 6 tháng 7, giảng tại hội thánh Dayton. Ngày 8 tháng 6, từ giã Dayton đến Toledo. Ngày 9 tháng 6, giảng buổi sáng tại hội thánh Toledo, buổi tối trong hội thánh của ông Thompson. Ngày 10 tháng 6, khu vực Toledo, Windsor, Canada. Ngày 10 tháng 6, giảng tại hội thánh Royal Oaks. Ngày 12 tháng 6, giảng tại hội thánh Carson, hội thánh Michigan. Ngày 13 tháng 6, giảng tại Wendot, Mich. Ngày 4 tháng 6, giảng tại Akron, hội thánh Ohio. Ông Kenson là mục sư. Ngày 15 tháng 6, giã từ Akron đến Pittsburgh. Ngày 16 tháng 6, giảng buổi sáng trong hội thánh của ông Paul, buổi tối trong hội thánh của ông Brasser. Thăm viếng vài hội thánh nhỏ trong khu vực Bisbee. Ngày 18 tháng 6, từ giã Bisbee đến New York. Ngày 19 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6 ở tại New York. Ngày 23 tháng 6, Mr. Vermont, NY và Brooklyn, NY, London. Ngày 25 tháng 6, Paris. Ngày 26 tháng 6, Rome. ngày 27 tháng 6, Sài Gòn. Được tham dự chương trình chuẩn bị cho ông Lê Văn Thái thực sự là một thích thú làm thông ngôn cho ông, chẳng khác nào đem tôi đến gần Việt Nam một lần nữa. Chúng tôi không thể trở lại xứ này, nhưng qua ông Thái, xứ này lại đến với tôi. Tôi có cảm tưởng như sống trở lại những ngày cùng hầu Chúa với ông. Dẫu ông Thái không biết trước phải giảng trong những hội thánh nào, nhưng những bài giảng của ông luôn luôn rất hiệp nghi, chứng tỏ Chúa thật có dẫn dắt ông. Mọi người không thấy sự thông dịch làm khó chịu. Họ nói luôn luôn rằng thời giờ qua mau quá. Tôi thấy họ nghe rất chăm chỉ. Bất cứ nơi nào chúng tôi đi đến đều biết rõ sự hiện diện của Chúa và mỗi lòng đều được phước. Cuộc tham viếng các hội thánh của ông Lê Văn Thái đã làm cho mọi người cảm xúc một tinh thần sốt sắng truyền giáo mới mẻ và đức tin được nâng đỡ bằng cách cầu nguyện. Hiện nay, họ thấy tận mắt kết quả mỹ nhãn sự hy sinh trước đây của các nhà truyền giáo. Ông Thái đã căn cứ trên lời Chúa để giảng. Sự kiện ấy đã khiến cho họ cảm biết rằng trong khi hầu việc Chúa, chỉ có lời Chúa là đáng kể mà thôi. Tất cả các mục sư đều nói rằng cuộc thăm viếng của ông Thái rất bổ ích, đã phấn khởi hội chúng càng hầu việc Chúa nhiều hơn và đã đem về cho họ một tiếng gọi cao cả mới mẻ về những nhiệm vụ của phước âm truyền giáo hội. Trên đây chỉ là một vài cảm tưởng mà tôi thiết nghĩ sẽ bổ ích cho các bạn và nhiều người khác. J.J. Van Hải. C. Phúc trình của giáo sĩ P.E. Carson. Việc đưa ông mục sư Lê Văn Thái, hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, qua dự hội đồng thường niên của chúng ta tại Charlotte ở Mỹ Quốc đã hoàn toàn đạt được mục đích của nó, càng thắt chặt mối tình thân hữu giữa hội thánh nhà và các hội thánh hải ngoại. Nếu phước hạnh rõ ràng cho sự tham viếng này là một tiêu chuẩn đặc biệt, thì thiết tưởng năm tới nên tái diễn sự thí nghiệm ấy để cho một vị hội trưởng bản xứ của một nước khác đến nhóm với tư cách một đại biểu có quyền bỏ phiếu và nhắc chúng ta về phạm vi bao la cả hoàn cầu của phước âm truyền giáo hội. Sự kiện ông Thái được hoan nghênh tại hội đồng không chi khác hơn là một sự hiển nhiên. Có vô số lần chúng tôi cố chen lấn giữa đám đông để hướng dẫn ông thì ông bị ngăn lại bằng những câu "Tôi mừng quá được gặp ông" hoặc "Tôi chỉ muốn được hân hạnh bắt tay ông". Sau khi ông Thái giảng ở hội đồng thì ông càng được mọi người hâm mộ hơn nữa, và thật khó làm thỏa lòng tất cả những người đang ao ước mời ông Thái đến viếng thăm hội thánh mình. Cuộc hành trình của ông Thái đã đưa ông đến 5 tiểu bang và chừng 16 hội thánh. Trong tất cả những hội thánh ấy, ông đều giảng những bài giảng duy nhất bằng tiếng Việt. Do có giáo sĩ P.E. Carson thông dịch, mọi lòng ở mọi nơi đều sung sướng khi họ được nghe nhân vật này vốn là một sản phẩm của công cuộc truyền giáo của chúng ta ở xứ trước đây được mệnh danh là Đông Pháp. Là một sinh viên tốt nghiệp trường Kinh Thánh Đà Nẵng, ông Thái đã chứng minh trong các bài giảng của ông sự huấn luyện chu đáo về thần học đạo cũng như truyền đạo Pháp. Ít người quên được sự giải bày rất linh động của ông về Thi Thiên 23 hoặc sự ứng dụng mới mẻ về câu chuyện Jonathan và David. Người ta đã nói rất đúng rằng chức vụ của ông Lê Văn Thái là một bằng chứng hùng biện về sự công hiệu của sự đào tạo trong trường Kinh Thánh Việt Nam của chúng ta. Ông Thái có nhiều dịp tiện xúc tiến với các nhà báo đạo cũng như đời. Tại Chicago, ông đã tiếp chuyện với bộ biên tập báo Christian Life và cũng được ông chủ bút của báo Moody Monthly phỏng vấn. Phóng viên của nhiều tờ báo trong nhiều thành phố cố tìm gặp ông để phỏng vấn ông về nhiều vấn đề. Những phóng viên thì luôn luôn săn những tin tức sốt dẻo, cho nên họ cố tìm cách gợi cho nhân vật đến từ Việt Nam tuyên bố một vài điều về các vấn đề như chủ nghĩa cộng sản, giáo hội công giáo, vân vân. Nhưng họ thấy ông không phải ngây thơ như họ tưởng. Những câu ông Thái trả lời luôn luôn được một thượng vị thuộc linh, đôi khi làm cho các nhà báo phỏng vấn ông phải ngạc nhiên đáp lại câu hỏi đại để của những bài giảng của ông là gì. Ông đã thuyết trình một bài giảng ngắn cho họ về Đức Chúa Giêsu, Chúa cứu chúng ta, là đấng làm cho nên thánh, đấng chữa lành và là vua vị lai. Chẳng có lúc nào mà một nhà báo có thể thành công trong sự đánh lừa để đưa ông đến chỗ tuyên bố một lời có phương hại đến công cuộc truyền giáo của Bổn Hội. Trước những câu hỏi hóc búa, ông vừa sáng ý, nhận thấy lại vừa trả lời cách khôn khéo. Sự ấy chứng tỏ ông không tự cậy sự khôn ngoan của mình, mà là nhờ cậy sự khôn ngoan từ thiên thượng. Biết bao lần, người anh em trong chúng ta được hỏi đi hỏi lại rằng cái gì đã làm cho ông cảm xúc nhất tại Mỹ Quốc. Câu trả lời không thay đổi của ông là không phải những đô thị lớn, những tòa nhà chọc trời, những đại lộ, những cầu cống và những lông trại rộng lớn bao la của chúng ta, mà chính là cuộc nhóm họp của một số rất đông những con cái chân thực của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin chắc rằng cảm tưởng này của ông Thái sẽ được đề cập đến trong lúc ông phúc trình lại cho các mục sư truyền đạo của ông khi trở về Việt Nam. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho tình hữu nghị giữa chúng ta và ông Thái. Xin đọc tên ông là Thái, có nghĩa là sợi dây. Có thể là sợi dây thắt chặt những tâm hồn của anh em chúng ta tại Mỹ Quốc cũng như Việt Nam trong chuỗi dây yêu thương của Đấng Christ. P.E. Carson. 2. Những kỷ niệm sâu đậm nhất trong chuyến công du. 3 bản phúc trình đặc biệt trên đây của 3 vị giáo sĩ thiết tưởng cũng tạm đủ để nói lên những gì đáng nói. Đó là những lời làm chứng vắn tắt nhưng phản ánh rất trung thực những thành quả tốt đẹp mà chúng tôi đã thu hoạch được trong suốt cuộc hành trình dài 3 tháng tại Mỹ Quốc. Bên cạnh những buổi thuyết trình và làm chứng ơn Chúa tại hội đồng cũng như tại các hội thánh thuộc 5 tiểu bang, chúng tôi có dịp tổ chức những cuộc viếng thăm xúc tiến riêng với các giáo sĩ và các nhà truyền giáo Mỹ. Chính những lần tiếp xúc thăm viếng như vậy đã ghi lại cho chúng tôi những kỷ niệm khó quên. Xuyên đường hầm sang Gia Nã Đại. Ngày 10 tháng 5 năm 1957, sau khi giảng 2 lần tại nhà thờ của mục sư Paul và Brasser ở tiểu bang Detroit, ông được giáo sĩ Zenfone mời sang thăm gia đình của ông ở Windsor, Canada. Ông vui vẻ nhận lời vì chẳng những giáo sĩ Zenfone đối với ông là chỗ quen biết cũ, mà phương tiện di chuyển bằng đường hầm đến Gia Lã Đại là điều khiến tôi ưa thích. Từ Mỹ muốn sang Canada, nếu di chuyển bằng đường xe phải xuyên qua đường hầm dưới dòng sông Detroit, thật là một công trình kiến tạo kỳ diệu. Ngồi trên xe với giáo sĩ P.E. Carson, nhưng tâm trí tôi cứ miên man suy nghĩ. Không hiểu người ta làm cách nào khiến nước không tràn hoặc thấm vào trong đường hầm, trong khi sông rất rộng và lòng sông rất sâu. Trên sông lại có những tàu lớn qua lại không ngớt. Đường hầm rất rộng, xe chạy 2 chiều và quang cảnh cũng náo nhiệt như trên mặt đất. Thỉnh thoảng cũng có những ông cảnh binh, cảnh sát lảng vảng hai bên lề đường một cách thản nhiên. Tâm trí tôi xoay tròn chung quanh những vấn đề sáng tạo, phát minh do sự khôn ngoan của loài người. Nên xe đến lãnh thổ Canada lúc nào cũng không nhớ rõ. Gia đình giáo sĩ Jean Fan tiếp đón chúng tôi rất niềm nở, nhưng vì thời gian có hạn nên không lưu lại được lâu. Lúc trở về chúng tôi vẫn phải chui qua con đường hầm ấy. Trong khi đó, tôi bỗng nhớ lại lời Chúa phán trong Xuất Ai Cập Ký chương 14 câu 29. Dân Israel đi giữa biển như trên đất khô, nước làm thành vách ngăn bên hữu và bên tả. Quyền năng của Chúa thật sự vô cùng cao diệu. Ngài có thể gom trọn vũ trụ trong lòng bàn tay. Nên khi xuyên qua đường hầm, tôi rất phấn khởi nghĩ về ý nghĩa của Thi Thiên chương 77 câu 19. Con đường của Chúa ở trong biển, các nối của Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu Chúa không ai biết đến. Đứng trước sự toàn bích vĩ đại của Đức Chúa Trời, khả năng của loài người trở nên quá nhỏ nhen. Con đường hầm kia chẳng qua chỉ là phản quang của một tia sáng nhỏ trong vầng hào quang rực rỡ của Chúa. Tâm trí tôi bình thản trở lại, và lòng tôi lúc ấy chỉ muốn nói như tác giả thi thiên: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Thi thiên chương 86 câu 11. B. Buổi nhóm cầu nguyện tại Madison Square Garden, Illinois. Thế theo chương trình đã được hoạch định, tôi lưu lại nữ ước mấy ngày để cùng ông bà giáo sĩ J.J. Van của mục sư Golden Cate. Lúc bấy giờ, tháng 5 năm 1957, chiến dịch giảng tin lành của mục sư Billy Graham đang phát động mạnh mẽ ở New York. Nhân cơ hội ấy, tôi được hân hạnh quen mục sư Billy Graham qua sự giới thiệu của giáo sĩ V. Van Hải. Sau đó chúng tôi có dịp thảo luận với nhau về vấn đề, và ngày 19 tháng 5 năm 1957, tôi được tấn sĩ Billy Graham mời dự buổi nhóm cầu nguyện tại Madison Square Garden cùng với 60 người trong ban cầu nguyện của ông. Điều làm tôi cảm động nhiều nhất là trước giờ mục sư Billy Graham giảng, tôi được mời lên tòa giảng để làm chứng về công việc Chúa tại Việt Nam. Nhân cơ hội ấy, tôi đã tường thuật sơ lược lịch sử hội thánh nhà và làm chứng về những ơn phước đặc biệt mà Chúa đã ban cho hội thánh trong những năm qua. Trước 24.000 người tham dự buổi nhóm, tôi cũng không quên kêu gọi các hội thánh quốc tế hãy cầu nguyện cho Việt Nam sớm có hòa bình, cho hội thánh Việt Nam được thịnh vượng, và cho toàn thể tín hữu có lòng sốt sắng để đem thật nhiều linh hồn về với Chúa. 3. Bước chân Chúa từ bên kia bờ Thái Bình Dương. Ngày 26 tháng 5 năm 1957, trong khi tôi đang ở văn phòng của Hội Truyền Giáo thì tấn sĩ Harry L. Turner, hội trưởng Hội Phúc Âm Liên Hiệp lúc bấy giờ, bước vào báo tin ông J.S. Sivlik vừa đắc cử chức vụ hội trưởng Đoàn Truyền Giáo tại Việt Nam. Tôi gặp tấn sĩ Turner rất mừng rỡ và ngồi thảo luận rất lâu về công việc Chúa. Cuối cùng, trước khi bắt tay từ giã, ông bỗng hỏi tôi nghĩ thế nào đối với việc một thanh niên vừa đắc cử hội trưởng. Xin nói thêm là tấn sĩ Turner lúc bấy giờ đã ngoài 70 tuổi. Tôi liền trả lời ngay: hiện nay là thời đại của tuổi trẻ, và những người trẻ tuổi thường nghĩ rằng họ có thể đưa hai cánh tay ra ôm trọn quả đất, và sức họ có thể bưng nổi quả đất lên. Nhưng khi bắt tay vào việc, họ mới thấy mình nhỏ bé quá, và họ quay lại nhìn những người già. Tấn sĩ Turner liền đứng lên lấy một số tiền, tôi không biết là bao nhiêu, để tặng cho câu trả lời mà ông cho là rất duyên dáng và đầy ý nghĩa ấy. Tôi từ chối không nhận tiền, nhưng vui lòng nhận những lời khen của ông. Về sau khi trở lại Việt Nam, tấn sĩ Turner có gọi qua tặng một bức chân dung Chúa Giêsu có đèn thắp sáng ban đêm. Tôi rất thích bức chân dung ấy. Cho đến nay tôi vẫn còn dùng để treo trong nhà, và tôi vẫn thắp đèn sáng, chẳng những để tưởng nhớ Chúa mà còn để kỷ niệm cái tình tri kỷ của tấn sĩ Turner. Thăm mộ tấn sĩ A.B. Simpson. Sáng ngày 27 tháng 5 năm 1957, tôi đến thăm trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Lúc bấy giờ ông mục sư Lê Hoàng Phu đang học tại đó. Đây là cơ hội để chúng tôi có thể thăm mộ trí tấn sĩ A.B. Simpson, vị mục sư có công sáng lập Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Mục sư Simpson có thể bảo là người được ơn Chúa cách đặc biệt. Chẳng những ông đã nhận được những khải tượng sâu rộng về truyền đạo, mà còn có đặc ân viết những bài giảng luận Kinh Thánh rất xúc tích. Ngoài ra, ông cũng còn xuất bản nhiều sách biên khảo hữu ích để lưu lại cho người đời sau. Phần mộ của tấn sĩ được xây trên một ngọn đồi trong khuôn viên trường Kinh Thánh Lanh. Quang cảnh nơi đây tuy đơn sơ nhưng hùng vĩ. Dưới chân đồi, một dòng suối nhỏ lượn quanh hai dãy nhà lầu ấm cúng của trường. Ngôi mộ được kết thành bởi 24 tảng đá sắp liền nhau. Mỗi tảng đá đều có khắc tên quốc gia mà Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã đem đạo cứu rỗi của Chúa đến nơi đó, chẳng hạn như Việt Nam, Thái Lan, Phi Nột Tân, vân vân. Tôi chụp lại tại đây một tấm hình để làm kỷ niệm nơi an nghỉ tạm thời của vị anh hùng đức tin có nhiều công lao đối với nhân loại, trong đó có dân tộc thân yêu của chúng ta. E. Ngôi nhà chọc trời và lá thư từ quê hương. Ngày 19 tháng 6 năm 1957, tôi trở lại New York lần thứ hai để chuẩn bị đi London, Anh Quốc, thăm trụ sở của Thánh Kinh Hội, trung tâm ấn hành Kinh Thánh cho toàn thế giới. Lần thứ nhất đến New York, tôi đã có dịp đến thăm trụ sở Thanh niên Cơ đốc Quốc tế LMCA và cũng thảo luận nhiều với những nhà lãnh đạo của họ về việc thiết lập một chi nhánh tại Việt Nam. Công việc tiến hành rất tốt đẹp. Hiện nay văn phòng của hội được đặt tại số 8 đường Trần Nhật Duật. Trở lại New York lần này, tôi được một người bạn hướng dẫn đi quan sát tổng quát ngôi nhà chọc trời sừng sững cao vút ở giữa lòng thành phố Lưu Ước. Đứng trên tầng thứ 102 nhìn xuống đất, tôi nhận thấy con người chẳng khác nào đàn kiến li ti đang di chuyển một cách vội vã trên vỉa hè. So với khung trời bao la trước mắt thì tất phận con người, đúng như lời Pascal đã nói, là một cây sậy không hơn không kém. Sự xúc động bỗng tràn ngập tâm hồn tôi khi tôi suy nghĩ về tình yêu thương vô bờ bến của Chúa. Ơn cứu chuộc đến với con người không phải bởi những kỳ công vĩ đại mà là bởi tình yêu thương của Đức Chúa Con, một thứ tình yêu thương vô điều kiện. Về đến văn phòng hội truyền giáo, tôi vui mừng nhận được bức thư của đoàn cô nhi từ Nha Trang gửi sang. Thư viết ngày 25 tháng 5 năm 1957. Nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ nguệch ngoạc như sau: Kính ông, chúng con kính lời thăm ông, cầu Chúa thêm sức cho ông. Vắng ông lâu quá, chúng con nhớ ông lắm và rất buồn. Chúng con mong ông mau về, cầu Chúa ở cùng ông. Kính thư. Lòng tôi bỗng nhiên cảm động. Sức mạnh của tình thương và ý thức trách nhiệm đối với đoàn thể khiến tôi không muốn kéo dài cuộc công du thêm nữa. Chiều hôm đó, tôi tuyên bố hủy bỏ chuyến đi London và quyết định trở về Sài Gòn ngày 26 tháng 6 năm 1957, mặc dù vé London đã mua rồi.